Xin chào, văn phòng thám tử Lâm Kỳ Lân. Là tôi. Thích Di. Thích Di. Lâm Kỳ Lân. Tôi phải đi rồi. Cô định đi đâu? Tôi muốn đi Anh. Lát nữa lên thuyền rời đi. Đi Anh. Xin lỗi, không chào tạm biệt anh trước. Chúng ta nói lời tạm biệt trên điện thoại đi. Thích Di, Thích Di. Đại trinh thám, tôi có manh mối quan trọng. Lại tới lừa tiền sao? Không phải, tôi đâu dám. Lần này đảm bảo anh hài lòng. Cậu giúp tôi trong con gà. Không phải, gà này, đại trinh thám. Đại trinh thám, tôi khó khăn lắm mới lấy lại được. Tôi nói cậu nghe, con gà này không thể xảy ra chuyện. Không phải, tôi bỏ bao nhiêu công sức, bức ảnh này tôi bỏ không ít tiền đâu. Đại trinh thám, con gà có bệnh hệ gì, chủ nhân sẽ không đưa tiền đâu. Chủ nhân, nếu không đưa tiền, tôi cũng sẽ không đưa tiền cho cậu. Lý quan là thế nào vậy, đại trinh thám? Nhớ đó, trông coi con gà. Tránh ra, Bao Bao. Tránh ra, tránh ra. Tránh ra, nói cậu đó. Bao tránh ra, dạt ra đi. Qua đây coi đi, coi thử đi. Đứng lại, không được chạy. Đứng lại. Đứng lại. Báo đây, báo đây, vũ sảnh Bạch Nhạn Môn sắp tổ chức thi đấu hữu nghị. Coi báo đi, mau qua coi đi. Cảm ơn. Báo đây, báo đây. Báo đây. Tiểu thư, đây là phòng của cô. Cảm ơn, đừng có sáo. Tiểu thư, hành lý của cô đây. Được. Lâm Kỳ Lân, sao anh lại tới đây? Cô coi cái này đi. Cậu ta xuất hiện rồi. Đàm Hổ, đi thôi. Cái này. Không ngờ quy mô của cuộc thi khiêu vũ quốc tế này lại lớn như vậy.
Các vị khách quý, xin chào. Hôm nay là ngày khai mạc tổ chức thi đấu khiêu vũ hữu nghị quốc tế lần đầu tiên. Lần thi đấu này chúng tôi vinh hạnh mời tới các vị tuyển thủ lợi hại nhất thế giới tới tham gia. Anh có chắc Đàm Hổ sẽ xuất hiện ở đây không? Tình báo của tôi nói như vậy. Tình báo của anh có đáng tin không? Lúc đáng tin, có lúc không đáng tin. Trần Bích Đình và William Trương, bọn họ từng là quán quân thi đấu khiêu vũ quốc tế tại Anh. Cuối cùng, chúng tôi xin chào mừng hai vị gốc Hoa đến từ Mỹ. Đoàn trưởng đoàn văn nghệ Jam, Tô Thế Ân và bạn nhảy của anh Jenny Cole. Gì vậy? Tiếp theo, chúng ta hãy dùng tràng pháo tay nồng nhiệt nhất chào mừng ban tổ chức cuộc thi lần này, cũng chính là chủ tịch đoàn văn nghệ Hổ Thắng và từ thiện Kim Vĩnh Thái. Ông chủ Kim mời lên phát biểu. Hai đôi cao thủ đẳng cấp thế giới này sẽ giành giải thưởng với mọi người. Đôi nào giành được quán quân, người nữ sẽ có cơ hội mặc lên vũ y kim cương do nhà thiết kế nổi tiếng ở châu Âu may đo. Để tiện cho việc quảng bá, lượt thi đấu này mở rộng toàn xã hội. Cũng tức là mọi người đều có thể báo danh tham gia, để tất cả chúng ta cùng được thưởng thức sự hấp dẫn của khiêu vũ. Là cậu ta sao? Sao cậu ta lại biết khiêu vũ, lại còn nhảy đẹp như vậy? Vừa nãy người đó gọi cậu ta là Tô Thế Ân. Không, anh ta là Lão Đồng Hương, anh ta nhất định đang giả bộ. Phải, là cậu ta. Có quá thành tro tôi cũng nhận ra cậu ta. Cảm ơn nhé, hôm nay vui quá. Vô cùng vinh hạnh. Thế Ân, chúng ta đi thôi. Người hâm mộ anh thiệt nhiều. Anh ta rõ ràng là Đàm Hổ, sao lại là Tô Thế Ân? Không được, tôi nhất định phải làm rõ ràng. Đàm Hổ, Lão Đồng Hương,
Hổ, đứng lại. Đứng lại. Tôi là người dễ từ bỏ thế sao? Có điều anh ta thực sự là đàm hổ à? Thật đó. Cô có thể quá tập trung vào người đàm hổ mà bỏ qua rất nhiều chi tiết quan trọng khác. Khi cô gọi đàm hổ, hai bảo tiêu kia phản ứng rất ghê gớm, nhưng đàm hổ lại bình tĩnh kỳ lạ. Bọn họ không phải muốn trộm bộ y vũ đó chứ? Tôi muốn thầy coi bọn họ đang làm cái gì. Lâm Kỳ Lân, chúng ta cũng đi tham gia thi đấu khiêu vũ. Cái gì? Lâm Kỳ Lân, tôi nói trước là tôi không biết khiêu vũ. Không phải anh đi du học về sao? Dựa vào anh cả đấy. Cô không biết khiêu vũ thì báo danh làm gì? Hơn nữa không phải cô cũng đi du học về sao? Tôi cả ngày chỉ lo bận học, làm gì có thời gian khiêu vũ. Tôi cũng bận học mà, tôi không biết khiêu vũ. Thôi thôi, nhiệm vụ cấp bách, phải làm rõ mục đích của đàm hổ. Tôi điều tra đàm hổ rồi. À không phải, Tô Thế Ưng đang ở trên lầu 4. Vậy chúng ta tới đây làm gì? Leo lên trên. Nếu không anh nghĩ anh ta sẽ mở cửa cho chúng ta chắc. Leo lên đi. Anh không định nói với tôi là anh sợ chó đấy chứ? Không được, tôi là đại trinh thám đệ nhất Thượng Hải Lâm Kỳ Lân. Leo lên. Tôi đúng là chưa từng gặp người hâm mộ nào cuồng nhiệt như vậy, lại dám lên tới tận giường của tôi. Nếu đã như vậy, cỡ như vậy chẳng có gì hay ho. Chúng ta chơi cái gì thú vị hơn đi. Lưu manh, xin lỗi, tôi đi lộn phòng. Tránh ra. Cởi. Không ngờ cô đưa lại phóng khoáng như vậy. Bắt đầu.
Cởi. Nếu cô đừng đã thích như vậy, vậy thì tôi cũng nên phối hợp một chút. Cứ như vậy là xong rồi sao? Tôi không còn hứng thú nữa. Cô cho rằng đây là chỗ nào? Cô muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Cô nương, hiểu lầm rồi. Xin lỗi, xin lỗi, dâm tặc. Lưu manh, lưu manh, đồ dâm tặc. Còn kêu. Nói, rốt cuộc tới làm gì? Kỳ thực, chuyện này là một hiểu lầm. Chúng tôi tới là muốn học trộm vũ đạo. Đúng, học trộm vũ đạo. Kỳ đấu khiêu vũ là cạnh tranh công bằng, chứ không phải dùng cách mất mặt này để đầu cơ chuộc lợi. Đúng, đúng, đúng. Xin lỗi, làm phiền rồi. Để họ đi đi. Cậu cứ để họ đi như vậy sao? Bọn họ không uy hiếp được tôi đâu. Cô không sao chứ? Anh ta không phải Đàm Hổ. Trên người anh ta không có hình xăm. Sao mà vậy được? Cậu ta chắc chắn đã dùng cách gì đó. Thích gì? Cô không nhìn thấy cách mà người đàn ông đó đánh tôi. Hắn tuyệt đối không phải người bình thường. Tôi chắc chắn bọn họ nhất định có mục đích khác. Vậy anh mới bị đánh đó. Tại sao các cô đi nhanh hơn vậy? Có thang máy, đồ ngu. Dám nhìn trộm tôi tắm, vô sĩ. Tôi không cố ý. Tôi thực sự không cố ý mà. Các người đánh tôi thành ra đến mức này rồi, còn chưa đủ sao? Lần này là chúng tôi không đúng. Về sau sẽ không tới làm phiền nữa. Đi thôi. Xin lỗi. Chuyện thi đấu khiêu vũ hay là bỏ đi? Cái này thì tôi có cách. Anh ta không phải Đàm Hổ. Là cậu ta, chắc chắn là cậu ta. Vậy tại sao anh ta lại làm như không quen tôi? Huống hồ trên người anh ta không có hình xăm. Đối với Đàm Hổ mà nói, che hình xăm không phải chuyện khó. Hoặc là nhiệm vụ lần này của bọn họ rất nguy hiểm. Giả bộ không quen biết chúng ta là sợ liên lụy cô. Lẽ nào anh ấy khôi phục trí nhớ rồi? Có khả năng này lắm. Lúc nãy anh nói cái gì? Cái gì là cái gì? Anh nói cuộc thi khiêu vũ anh có cách mà. Bọn họ nhảy kém như vậy, tại sao vẫn chưa bị mời xuống?
Cô từng có duyên chạm mặt Kim Tiên Sinh một lần. Bây giờ nhiệm vụ quan trọng là khiến ông ấy có thêm ấn tượng về cô, nhớ được số báo danh của chúng ta, để ông ấy hiếu kỳ giữ chúng ta lại. Kim tiên sinh, hôm nay cảm ơn ông để tôi và bạn nhảy tiếp tục ở lại thi đấu. Số 33, chúng ta năm ngoái từng gặp nhau, không biết Kim tiên sinh ngài còn chút ấn tượng nào không? Không biết quý danh tiểu thư. Thảo nào trông cô quen mắt như vậy. Lúc đó tôi còn chưa kịp hỏi quý tính của tiểu thư. Diệp Thích Di. Thích Di, cái tên hay. Không biết ngày mai có thể tới tham gia tiệc từ thiện tổ chức tại biệt thự của tôi. Đương nhiên. Được, không biết lúc đó có thể làm bạn nhảy của tôi. Tôi... Nếu như cô đồng ý, ngày mai có thể tới văn phòng của tôi trước. Cô gái này quả nhiên không phải hạng gì tốt đẹp, lại dùng cách qua lại với ông chủ Kim để thắng cuộc thi. Hạ sách. Chúng ta đi thôi. Các vị, chào mừng mọi người tới tham gia vũ hội này. Mong mọi người có thể ăn uống vui vẻ. Nào, mọi người cùng cạn ly. Cạn ly. Diệp tiểu thư, nhảy một bài chứ. Mời. Xin lỗi Kim tiên sinh, Diệp tiểu thư có cách nhảy thật đặc biệt, không biết là học được ở đâu. Thế này mà cũng gọi là khiêu vũ, giống dẫm chân thì đúng hơn. Cùng nhảy chứ. Kim tiên sinh, xin lỗi, xin lỗi, có chuyện gì vậy? Diệp tiểu thư không sao chứ? Không sao, không sao, là tự tôi không cẩn thận. Được rồi, làm việc đi. Cẩn thận một chút. Tôi đi rửa tay đã. Xin lỗi. Tôi đi vệ sinh đã. Cô rốt cuộc là muốn làm gì? Đương nhiên là vì bộ vũ y có giá trị cao kia rồi. Anh đừng nói với tôi anh không nhắm vào nó đấy. Nếu không, anh cho rằng tôi có mục đích gì? Tôi thế ân tiên sinh. Tôi khuyên cô một lần nữa,
tốt nhất tránh xa hắn ta ra. Tại sao? Hắn không dễ đối phó như cô tưởng tượng đâu. Tôi lại cảm thấy ông ấy rất ga lăng, lại có phong độ, lại là nhà từ thiện lớn như vậy, sao lại không phải người tốt? Hơn nữa tôi thấy Ân tiên sinh, chúng ta chỉ là bèo nước gặp nhau, anh có phải quản quá nhiều rồi không? Ông chủ, ông chủ Kim quả là hào phóng, một lúc xây liền ba cô như diện. Khâm phục, khâm phục. Những đứa trẻ không cha không mẹ đó thực sự rất đáng thương. Ông chủ Kim thật là có lòng yêu thương cả thiên hạ. Nếu như trên đời này có thêm nhiều người giống như ông nữa thì tốt. Diệp tiểu thư, xin vắng mặt một chút. Diệp tiểu thư, có thể mời cô nhảy không? Không hứng thú. Anh tìm xe đi khâu của anh mà nhảy đi. Lập Kỳ Lân, ai làm vậy? Là tôi. Động thủ nữa là tôi không khách khí đâu. Cô đừng đánh nữa. Mọi người ra ngoài trước đi. Đừng nói những gì không nên nói. Tôi ắt biết chừng mực. Xem đi thế nào. Cô chỉ là uống say ngủ thiếp đi, không sao đâu. Đi thôi, cứ cẩn thận cho tôi. Đại sư huynh, cô gái đó là mối họa, chúng ta phải ở lại coi sao. Xem ra anh đúng không phải là người mà tôi quen biết thật. Anh ta sẽ không đối xử với bạn bè như thế. Lâm Kỳ Lân, đừng gọi nữa, không sao đâu. Lần trước chúng tôi xông vào phòng của anh, Lâm Kỳ Lân nhìn trộm Khâu tiểu thư tắm là đáng đánh. Nhưng lần này anh ta rõ ràng đang làm khách ở nhà ông chủ Kim. Tại sao lại bị đưa tới đây? Anh tốt nhất cho tôi một lý do hợp lý. Tới nhà chủ nhân làm khách, chưa được chủ nhân đồng ý mà xông vào phòng của chủ. Cái này hình như không được lịch sự lắm. Chúng tôi chỉ muốn giúp Kim tiên sinh một tay, để tránh hai bên rắc rối mà thôi. Thật kỳ lạ. Nếu người của anh không ở trong phòng của ông chủ Kim, thì làm sao phát hiện ra Lâm Kỳ Lân? Anh nếu như không giải thích, tôi sẽ đi nói với ông chủ Kim. Không được, cô nương này biết quá nhiều rồi. Đại sư huynh, đại sư huynh, cô rốt cuộc là ai hả? Tại sao chúng tôi phải giải thích với cô? Lần nào cũng bị đánh vào mặt.
Các anh sao lại bạo lực như vậy? Tôi còn phải tham gia thi đấu khiêu vũ. Cùng lắm thì giam bọn họ lại, nếu không sẽ làm hỏng chuyện của chúng ta. Tôi biết rồi, giam chúng tôi lại, đợi xảy ra chuyện thì lấy chúng tôi ra đỡ đạn. Cậu đúng là vẫn không có nhân tính, lần nào cũng bắt tôi gánh tội. Có còn là đàn ông nữa không? Ai kêu anh gánh tội, có lần nào không phải tự anh gây ra đâu. Tôi đã biết cậu không phải thứ tốt đẹp gì. Cái đuôi cáo cuối cùng cũng lộ ra rồi. Đàm Hổ, lần nào là tôi tự làm tự chịu, lần nào không phải do cậu gây ra. Nói đi, các cậu rốt cuộc muốn làm gì? Đại sư huynh, vị sư huynh, mọi người ra ngoài trước đi. Tôi đảm bảo họ không làm hỏng chuyện. Tiểu Hổ, tôi trước kia tên là Long Tiểu Hổ, là một cô nhi. Tôi và đại sư huynh, vị sư huynh đều được sư phụ nhận nuôi dưỡng. Chúng tôi sống cùng nhau như một gia đình. Bọn họ là những người thân nhất trên thế gian này. Sư phụ tôi lúc đó là một thợ rèn giỏi nhất tỉnh. Có lần tên họ Kim tới lò rèn, yêu cầu sư phụ tôi chế tạo một cái sắt an toàn đặc biệt để ông ta đựng châu báu. Kim tiên sinh, Kim Thái Dũng. Vì vậy mục đích của mọi người là hắn. Lúc đó tôi cảm thấy không thích hợp, nhưng sư phụ tôi lại cố chấp nhận đơn này. Chúng tôi vất vả cả năm trời chế tạo ra một cái sắt chắc chắn kiên cố, chỉ có sư phụ tôi và tên họ Kim kia mới có thể mở được. Tên họ Kim đem tất cả châu báu quý giá cất hết vào trong cái sắt. Nhưng không lâu sau, châu báu trong cái sắt đó không cánh mà bay. Là mọi châu báu mà các anh trộm đi. Đừng có ngắt lời, để tôi nói hết đã. Cảnh sát tới chỗ sư phụ tôi, tìm được một số châu báu bị mất. Chỉ có vậy ba huynh đệ chúng tôi và sư phụ đều bị bắt vào tù. Sư phụ không chịu nổi cảnh chúng tôi bị tra khảo nặng nề, đã ký vào giấy nhận tội. Sư phụ không lâu sau thì chết trong tù. Sư phụ, ba huynh đệ chúng tôi vừa ra tù thì bị người của Kim Tiên Sinh truy sát khắp nơi. Hắn muốn diệt khẩu tất cả những ai biết chuyện. Mau đi, đuổi theo. Tiểu Hổ, anh dù bọn chúng đi, hai cậu đi trước. Chúng tôi muốn lưu thuyền rời khỏi Thượng Hải, không ngờ bến tàu thì bị người của chúng mai phục. Tôi lưu lạc khắp nơi cho tới khi được ông nội nhận nuôi. Sau đó thì tôi gặp được mọi người. Còn chuyện sau đó mọi người đều biết rồi. Vậy anh nhớ lại mọi chuyện từ lúc nào? Trước hôn lễ một ngày. Một cái tát là gì anh? Để em vào ngày đáng lẽ là ngày hạnh phúc nhất cuộc đời trở thành trò cười của thiên hạ. Một cái tát là vì anh không tin tưởng em. Chuyện quan trọng như vậy một năm trước anh giấu em, một năm sau vẫn không chịu nói cho em. Anh cảm thấy em không có tư cách đồng cam cộng khổ với anh sao? Xin lỗi, anh sợ em liên lụy. Đủ rồi.
Cái tát thứ ba này em đã tha thứ cho anh rồi. Dù gì chúng ta cũng không thể quay lại. Có điều chuyện của ông chủ Kim, bọn em không bỏ qua. Tuy chúng ta đã không đi cùng nhau nữa, nhưng chúng ta vẫn là mãnh hổ tường di. Chuyện thay trời hành đạo này em sẽ không khoanh tay đứng nhìn đâu. Vậy còn Sen đi không? Em nói cái gì? Cô cũng là người của bọn anh sao? Cô là người duy nhất không biết chuyện gì, là người anh mời từ Hồng Kông về dạy anh khiêu vũ. Mơ ước duy nhất của cô là giành được giải quán quân khiêu vũ. Tên họ Kim kia rất đa nghi, chúng ta chỉ có thể dùng cách này tiếp cận hắn. Cái tát này tôi tát thầy Jenny không? Cổ thiệt lòng thích khiêu vũ, cậu không thể lừa cổ. Anh không phải là thích cổ chứ? Ai nói tôi thích cổ? Tôi thích ai cậu quản được sao? Mọi người định báo thù như thế nào? Cậu nhớ cuộc thi chọn người đẹp Bắc Bình không? Chính là tụi anh ăn trộm giải thưởng hoa hậu. Hắn mấy năm nay không ngừng tổ chức các loại thi đấu khắp nơi, dùng danh nghĩa thương nhân văn hóa làm những chuyện sửa tiền đăng túi, mua bán nhân vật có giá trị, mà giải thưởng những lần thi đấu hắn cũng mua ở giá trị cao. Nhưng mà những giải thưởng này lại biến mất rất nhanh. Lần nào công ty bảo hiểm cũng phải đền rất nhiều, nhưng kỳ thực những giải thưởng này vẫn nằm trong tay của ông ta. Có điều là đáng châm chọc hơn nữa, người như vậy lại được tung hô là một nhà từ thiện, được mọi người coi là người tốt. Hơn nữa mấy năm nay ông ta không ngừng mở rộng ở Nam Dương, gửi đi tài nguyên bản địa. Gần đây ông ta còn liên hệ bán đấu giá, dự định bán địa sản ở đây. Hơn nữa hắn còn đặt vé tàu, không lâu sau đó chuẩn bị hoàn toàn rời khỏi Trung Quốc. Vì lần vũ hội này là cơ hội cuối cùng chúng ta bắt hắn. Loại người này tại sao không giết hắn luôn đi? Giết người là phạm pháp. Sư phụ cả đời chính trực, chúng ta nhất định phải đòi lại sự trong sạch cho ổng. Hơn nữa, tôi cũng phải cho tất cả mọi người thấy được bộ mặt thật của Kim tiên sinh. Vậy các anh cụ thể định làm gì? Chúng ta nhất định phải tìm thấy cái sắt. Cái sắt đó bên trong toàn vật quý giá, chính là tội chứng quan trọng nhất. Chúng ta có thể lấy được cả người cả vật. Ta phải cho tất cả mọi người đều biết bộ mặt thật của nhà từ thiện này. Vậy hai sư huynh của anh đã đi tìm các sắt bảo hiểm, tiếc là không tìm được manh mối gì. Vũ y kim cương lần này, ông chủ Kim liệu có mua bảo hiểm? Ý của em là ông ta sẽ dùng chiêu cũ. Bởi vì mấy lần trước tổn thất nặng nề, cho nên là lần này công ty bảo hiểm bản địa đều không dám nhận. Cuối cùng có một công ty bảo hiểm từ Mỹ nhận bảo hiểm. Công ty này tự xưng có thiết bị bảo hiểm an toàn nhất và nhân viên chuyên nghiệp nhất. Vũ y đặt ở trong đó rất khó ra tay. Hơn nữa giải đấu lần này ông ta tổ chức thay mặt chính phủ. Tiền thu từ người tham gia và chính quyền đã rất khả quan rồi. Anh nghĩ ông ta không cần thiết phải làm như vậy. Người tham lam thường không dễ dàng cảm thấy thỏa mãn dễ dàng đâu. Vũ y này sau khi giải đấu kết thúc sẽ được chuyển về châu Âu. Ông ta nhất định sẽ ra tay. Hơn nữa một khi trộm được vũ y, hắn nhất định sẽ giấu ở trong kho bảo hiểm. Chỉ cần chúng ta truy được người ăn trộm là có thể mò được chứng cứ. Trước đó vũ y luôn bảo quản ở công ty bảo hiểm. Ngày mai bán kết sẽ được chuyển tới vũ sảnh Bạch Nhạc Môn, để ở đó cho tới hôm chung kết. Nếu đúng như anh nói, ông ta nhất định sẽ ra tay trong mấy ngày này. Bắt kẻ trộm là sở trường của chúng ta, đúng không? Diệp tiểu thư, cô không thể đi vào. Diệp tiểu thư, là Diệp tiểu thư sao? Đúng là khách quý. Được rồi, tôi sẽ gọi lại cho ông sau. Là ông chủ Kim phái người theo dõi tôi sao?
Diệp tiểu thư, tại sao lại nói vậy? Hắn ta là một bảo tiêu của ông. Tâm ý của Diệp tiểu thư không ngờ lại chi tiết tới như vậy. Ông chủ Kim, ông cũng không phải mất công điều tra tôi. Nói thật cho ông biết, tôi chính là ăn trộm. Năm đó trộm tranh với Tức Dân Phi, tôi mong là có thể kiếm được bóng hời, sẽ theo hắn cao chạy xa bay. Ai mà ngờ không chiếc giác được gì mà còn bị hắn lợi dụng. Có điều theo tôi biết, Diệp tiểu thư còn có đồng bọn, trước kia là cảnh sát. Hắn sao? Hắn là một tên quá ngu ngốc, vì tôi mà bỏ làm cảnh sát rồi. Có điều tiếc rằng hắn nghèo quá. Bắt nó lại cho ta. Cái thứ này sao vẫn ở đây? Chủ của nó về quê rồi, hai ngày nữa mới về. Không phải là tôi cố ý đâu. Không giấu giếm gì ông, đại hội khiêu vũ lần này có không ít người vào tham gia. Tôi tới là để câu đàn ông. Nếu như không câu được, đi cua một vòng cũng đủ cho tôi sống nửa năm. Có điều Kim tiên sinh yên tâm đi, tôi không hề nhắm vào ông. Diệp tiểu thư, tại sao cô lại không nhắm vào tôi? Lẽ nào Kim mổ kém cỏi sao? Ông chủ Kim, tôi chỉ là một tiểu tặc, sao giới tới được? Diệp tiểu thư à, cô không thử sao có thể biết được? Cao thủ ăn trộm. Gần đây đúng là có một tên tới Thượng Hải, nổi tiếng khắp Bắc Bình thu kim diệt. Đã từng nghe chưa? Chưa. Tóm lại là cao thủ trong cao thủ. Có điều anh nghe ngóng chuyện này để làm gì? Không phải định bắt hắn đi lãnh thưởng chứ? Tôi nói anh nghe, kim diệp này nổi tiếng xuất quỷ nhập thần, đứng đầu danh sách truy nã có thưởng toàn quốc. Hắn xếp vị trí đầu tiên 10 năm rồi, cũng chưa có ai bắt được hắn. Anh ấy à, từ bỏ đi. Như vậy, nếu như cậu có thể tìm được hắn, tiền gà này không cần cậu đền nữa. Trò đùa, tôi nếu như tìm được hắn, bây giờ đi lãnh thưởng phát tài rồi. Tới lúc đó đừng nói một con gà, tôi mua cho anh 10 con luôn ấy. Anh bảo chúng ta không phải trộm, tại sao phải làm như ăn trộm vậy? Để người khác nhìn thấy không tốt chút nào. May nơi này là hai cửa lớn một mái nhà, nếu như nhà lớn hơn chúng ta không đủ người đâu. Để Lâm Kỳ Lân đi coi cửa trước, nói thế nào em cũng có cảm giác không lành. Anh nói ba huynh đệ các anh không thích nói chuyện, vậy bình thường giao tiếp thế nào? Áp lực thật đấy. Để nhị sư huynh một mình trên nóc nhà, không có vấn đề gì chứ? Nhị sư huynh là người có khinh công giỏi nhất. Nhưng nếu kim diệp kia thực sự tới, nghe nói khinh công của hắn cũng rất lợi hại. Đây chỉ là kế hoạch B, nếu như không thành công, vẫn làm theo kế hoạch ban đầu. Đứng lại, đừng chạy. Đi, bọn chúng chạy ra từ cửa trước.
Đứng lại. Mau lên. Cẩn thận. Lắp kỳ lưng. Sư huynh. Đuổi theo. Người Mỹ này làm việc nhanh nhẹn thật đó. Mới báo qua thôi, bọn họ đã gửi một nửa tiền để bù rồi. Bọn họ ấy à, còn tưởng là từ tên Kim Diệp kia làm. Điều khiến ta không ngờ tới là đám người Tây này đúng là dễ lừa thật đấy. Kế hoạch lần này thất bại, vậy chúng ta tiếp tục hành động theo kế hoạch ban đầu. Trong thời gian này, ngoài công ty Vũ Sảnh Bạch Nhạc Môn còn có biệt thự hắn ở. Kim Tiên Sinh không hề đi tới nơi nào khác. Vũ Sảnh Bạch Môn Nhạc bị loại trừ đầu tiên. Còn công ty thuê ở tòa nhà lớn đông người qua lại. Hơn nữa tôi cũng từng đi qua đó, không thích hợp để kết sắt. Loại trừ. Cuối cùng chỉ còn căn biệt thự. Biệt thự chúng ta từng tới đó, từng kiểm tra từng tầng, không có thấy kết sắt. Nhưng có một chi tiết, không biết là hai vị sư huynh có còn nhớ không. Trong phòng ngủ của ông chủ Kim có một tia sáng. Vì vậy tôi nghi ngờ phía sau phòng ngủ của ông ta có một mật thất. Nói như vậy Kim tiên sinh hàng ngày đều sẽ mang theo chìa khóa. Vậy chìa khóa đó có khi nào là chìa khóa mở két sắt không? Vậy thì đúng rồi. Két sắt chính là ở trong mật thất. Còn chìa khóa chính là cái mở két sắt. Vậy nên làm thế nào? Bước đầu tiên là phải lấy được chìa khóa. Kim tiên sinh hành sự rất cẩn trọng. Chìa khóa mật thất chắc chắn mang theo người. Chúng ta sẽ tranh thủ diễn ra bán kết, lấy trộm chìa khóa. Xin lỗi Kim tiên sinh, tôi ra ngoài một chút. Xin lỗi. Xin lỗi. Sau khi lấy được chìa khóa, chúng ta phải tìm được két sắt. Kim tiên sinh phát hiện ra mất chìa khóa, chắc chắn sẽ quay lại tìm ngay. Đi. Đi mau. Lúc này chúng tôi và cảnh sát tới hiện trường, bắt quả tang nhân chứng vật chứng. Không được cử động.
Không được, nguy hiểm quá. Thích Di, sau khi tìm thấy chìa khóa giao cho tôi. Tôi sẽ tìm cơ hội giao cho đại sư huynh. Đại sư huynh, vị sư huynh, bọn họ sau khi lấy được chìa khóa nhất định nghĩ cách vào trong biệt thự tìm ra cái sắt. Di và tôi khi hành động không thể lộ mặt. Tại sao? Bởi vì ở vũ sảnh nhạc bạch môn thì bán kết hai chúng tôi đột ngột biến mất sẽ lập tức khiến hắn nghi ngờ. Chúng tôi phải chuẩn bị cho trường hợp hành động thất bại, không thể đánh mất toàn quân. Cậu có phải là Đàm Hổ mà tôi biết không vậy? Sao lại cẩn trọng như vậy? Bởi vì là mối thù của sư phụ, không thể để xảy ra sai sót. Trận bán kết là thi đấu tự do, các bạn có thể tự do lựa chọn bạn nhảy. Ban bình xét sẽ chấm điểm các bạn. 6 người có điểm số cao nhất sẽ vào chung kết. Vậy thi đấu bắt đầu. Tôi có thể mời Kim Tiên Sinh nhảy một bài không? Kim Tiên Sinh, tôi có thể mời ông nhảy một bài không? Hôm nay Kim Mổ thì có diễm phúc không tôi? Tôi sẽ nhảy với cô vậy. Tôi không muốn. Tôi chỉ muốn nhảy với Kim Tiên Sinh thôi. Nếu như cô đã có thành ý như vậy. Diệp tiểu thư, chúng ta còn nhiều thời gian. Mời cô. Quản cho tốt người phụ nữ của anh đó. Có thể mời anh nhảy một bài không? Được. Làm sao đây? Kim Tiên Sinh. Diệp tiểu thư đúng là cố chấp. Tôi không thích người khác giành lấy đồ của tôi, người của tôi. Anh muốn làm gì? Nhảy với cô tăng điểm của tôi lên. Điểm của tôi bị anh kéo xuống thảm rồi. Tôi thích cô sảng khoái, thẳng thắn như vậy. Xin lỗi, xin lỗi. Anh không sao chứ? Tôi không sao, không sao. Xin lỗi, cô cứ nhảy đi. Đi. Ông ta phát hiện rồi, mau lên chúng ta đi. Thế Ân, chúng ta xếp thứ nhất rồi. Thế Ân à, tình báo của anh nếu như chính xác, Kim Tiên Sinh này đúng là con cá lớn. Anh thiệt là trượng nghĩa, đi rồi vẫn còn nhớ tới chúng tôi. Có điều anh yên tâm, tiền thưởng sẽ không thiếu phần của anh. Được rồi, được rồi, anh đợi lập công lớn đi. Cảm ơn tôi lúc đó cũng không muộn. Có điều Kim Tiên Sinh này thiệt biết cách chống trộm đấy. Chuyện này nếu như có sai sót, tôi không chịu trách nhiệm được đâu. Riêng việc Kim Tiên Sinh có quen biết với cục trưởng chúng tôi, nói không chừng chúng tôi sẽ mất sạch bát cơm đấy.
Yên tâm đi, tôi trước kia phá bao nhiêu vụ án, anh không phải là không biết. Hỏng rồi, hình như có chuyện rồi. Các huynh đệ, xông vào cho tôi. Gia không hề nhỏ gì. Nói, các ngươi là ai? Đừng cử động, không được cử động. Cảnh sát hành sự đây. Hôm nay đúng là náo nhiệt. Cơn gió nào đưa các vị cảnh sát tới đây? Không phải, Kim tiên sinh à, tối nay tôi được lệnh đi tuần khu, đột nhiên nghe thấy trong phủ của ông có tiếng súng. Tôi là không yên tâm nên xông vào coi sao. Ông không sao chứ? Vũ Y Kim Cương là ông ta ăn trộm. Kim Mổ ta xưa nay tuân thủ pháp luật, sao có thể làm chuyện như vậy chứ? Phải đó, Kim tiên sinh ở đây ai mà không biết? Ngươi dám nói Kim tiên sinh như vậy sao? Ngươi có bằng chứng gì không? Tang vật ở bên trong. Được. Kim tiên sinh, bên trong này không thể mất thứ gì được. Cảnh sát tiên sinh, hãy nhìn cho kỹ. Bình thường Kim Mổ ta ở đây luyện khiêu vũ thưởng thức nhạc, không biết đã phạm phải điều luật nào. Ngài coi, ngài nói kìa Kim tiên sinh. Chìa khóa này ở văn phòng của tôi, không biết từ lúc nào đã bị hai tên đạo tặc trộm mất. Hôm nay lại dám du hại ta. Cái người dám du khống Kim tiên sinh. Được rồi, có điều các anh tới cũng tốt. Hai tên đạo tặc này giao cho các anh xử lý. Ông yên tâm đi Kim tiên sinh, hai tên đạo tặc này tôi sẽ về nghiêm trị thích đáng. Cho ông một câu trả lời. Còn gây ra đó làm gì? Mau áp giải đi. Đi. Kim tiên sinh, ông dứt giả rồi. Không còn chuyện gì, tôi xin cáo từ.
Tôi cũng không biết sự tình lại phát triển tới bước này. Anh có biết cái đám người họ Kim đó sẽ giết người diệt khẩu không? Thích Di à, cứu tôi. Thích Di cứu tôi. Được rồi, ít nhất đại sư huynh và vị sư huynh bị cảnh sát dẫn đi còn an toàn hơn là vào tay của Kim tiên sinh. Lâm Kỳ Lân sẽ cứu họ. Anh gây ra những rắc rối này, anh không làm thì ai làm đây? Xử lý hai đồ đệ kia của lão Tiêu. Lão Tiêu, chính là cái người đã làm két sắt đó. Tao tưởng bọn chúng đã chết hết rồi, không ngờ hôm nay lại có gan xông tới tìm ta báo thù. Lần này ta phải ra tay hết sức sạch sẽ, đừng để lại hậu quả. Dạ. Thẻ thu đứt rác, gần đây kiểm tra gắt, chỉ kiếm được cái này thôi. Dù gì cũng có thể trà trộn vào, sau này tìm cậu tính sổ. Anh đợi thay ca rồi hãy vào. Đi. Làm gì đó? Thu nước rác. Vào đi. Tiểu Hổ, đứng lại. Thu nước rác, cho họ đi. Thu nước rác. Các ngươi không phải thứ hai mới tới sao? Hơn nữa hai người ta chưa từng gặp. Quản sự mới tới, sắp xếp thời gian công việc từ đầu. Đi. May mà chúng ta đi kịp thời, người đó chắc chắn có vấn đề. Phóng viên, vào đi. Hôm nay sao đông người tới như vậy? Thối quá Tiểu Hữu, phải về nhà tắm một cái. Họ Lâm kia, đừng có đánh vào mặt, bình tĩnh lại đi. Là anh bắn đứng chúng tôi? Không phải, nếu như tôi bắn đứng các anh, không phải tôi đã cứu các anh ra sao? Được rồi, đừng ồn nữa, đi mau. Dạ sư huynh, dạ sư huynh, mọi người đi trước đi. Tiểu Hổ cẩn thận đó. Đi, chỉ để lại cậu ta sao? Một mình cậu ta có làm được không? Cậu tưởng cậu ấy giống cậu chắc. Yeah.
nói, có phải tên họ Kim phái ngươi tới không? Anh nghi ngờ là các bảo hiểm ở đó sao? Không phải nghi ngờ mà là chắc chắn. Người của tôi tận mắt nhìn thấy Kim Tiên Sinh và thủ hạ của hắn thường vận chuyển một số đồ đạc ra kho ngoại thành. Kho này không đứng tên hắn nên rất khó điều tra. Kho này đã bị bỏ phế nhưng lại có quan binh canh giữ, chắc chắn là có vấn đề. Lần trước cậu chắc chắn, kết quả cái mạng của tôi suýt nữa thì tôi. Kim Tiên Sinh ngày kia sẽ lên thuyền rời đi. Ngày mai chung kết rồi, là cơ hội cuối cùng của chúng ta. Chúng ta chỉ có thể đánh cược. Ông chủ, thu xếp xong rồi. Ông yên tâm, làm xong rồi. Bạn nhảy của anh đâu rồi? Tôi hỏi anh, các anh rốt cuộc tới đây làm gì? Tiếp theo, chúng ta hãy chào đón tuyển thủ người Hoa đến từ Mã Lai, Ngô Đồng và Triệu Thiên Kỳ. Các anh có phải có mục đích khác? Đúng. Có vài chuyện sau này tôi sẽ giải thích với cô. Sau đây xin mời tuyển thủ số 33, Lâm Kỳ Lân, Ti Sinh và Diệp Thích Di tiểu thư. Tới lượt tôi lên rồi. Các quý ông, quý bà, trước khi chính thức biểu diễn, mong mọi người cho phép tôi khởi động. Như mọi người đều biết, khiêu vũ tới từ các nước phương Tây, vũ y đã bị ăn trộm rồi. Lẽ nào bọn họ tới trộm tiền thưởng? Các hoạt động giải trí tinh thần mang tới Trung Quốc chúng ta, người Trung Quốc chúng ta nên có đáp lễ. Vì vậy hôm nay tôi sẽ mang tới cho mọi người quốc thuật Trung Quốc. Công phu Trung Hoa. Cẩn thận đó đàm hổ. Hổ quyền. Hát quyền.
tới đây. Tới đây. Chỉ có chút bản lĩnh đó thôi sao? Qua đây. Các người đừng đánh nữa. Anh không phải chỉ muốn ăn trộm thôi sao? Chẳng lẽ không cần cả mạng của mình, còn cả Diệp Thích Di thì cũng quá đáng. Sao có thể để anh một mình ở lại đây? Tôi nói anh nghe, tiền thưởng không dễ trộm như vậy đâu. Chi bằng đợi tôi giành giải quán quân sẽ chia cho anh. Lưu manh, tại sao lại hôn tôi? Tôi thích cô. Hãy đợi tôi. Chúng ta phải nghĩ cách chuyển nó đi thiệt nhanh. Được. Xử hết bọn chúng đi. Đại sư huynh, đại sư huynh, anh không sao chứ? Gì vậy, tạo phản sao? Kim tiên sinh là như vậy là sao? Sao chứ? Hỏi bọn chúng ấy. Không phải, Kim tiên sinh, hôm nay tôi nhận được báo cáo, nói ở đây có tang vật. Tôi qua đây kiểm tra. Tang vật. Cảnh sát tiên sinh, anh đừng có quên bài học lần trước. Lần này đừng có nhầm lẫn gì nữa đấy. Không phải đâu. Lần này mà sai thì tôi cho anh cái đầu của tôi. Làm sai rồi tôi lấy đầu của anh làm gì chứ? Mau đi. Xin lỗi Kim tiên sinh, hôm nay tôi nhận được báo cáo, nói ở đây có tang vật. Công tư Phương Minh, tôi mang chức trách phải qua đây kiểm tra. Người đâu, mở những cái rương này ra kiểm tra. Tôi coi ai dám đụng. Ở đây toàn là vật dụng cá nhân, ai dám đụng tới ta xử lý hết. Để tôi. Các người có lệnh lục soát không? Tôi không phải là cảnh sát.
Đứng im. Đây không phải là Vũ Y bị mất sao? Quả nhiên là đồ đệ của lão Tiêu. Người đâu? Còng tay ông ta lại. Dẫn đi. Đi mau lên. Đợi tới ngày mai, tất cả mọi người sẽ rõ bộ mặt của hắn. Sadiko, con có đồng ý Lâm Kỳ Lân trở thành chồng con? Dù là thuận lợi hay khó khăn, nghèo khó hay là giàu có, đều yêu thương chăm sóc anh ta cho tới khi đầu bạc răng long. Con đồng ý. Lâm Kỳ Lân, con có đồng ý Sadiko trở thành vợ của con? Dù là thuận lợi hay khó khăn, bệnh tật hay khỏe mạnh, đều có thể thương yêu chấp nhận cô ấy cho tới khi đầu bạc răng long. Con đồng ý. Được. Chú rể, con có thể hôn cô dâu rồi. Anh đứng ngay ra đó làm gì? Cũng đâu phải lần đầu tiên. Mau lên đi. Lâm Kỳ Lân, anh chàng này chỉ muốn luyện khẩn cấp một tuần mà Khiêu Vũ đã có thể chấp nhận cho qua. Trái tim đàn ông mà, thiệt thay đổi khó lường. Thích Di, có thể mời em cùng nhảy không? Ngày mai em phải đi rồi. Em muốn đi đâu? Trước kia khi anh bỏ đi, cũng đâu có nói là anh định đi đâu. Lần này tới lượt anh chờ đợi em. Nếu chúng ta có duyên thì ắt sẽ gặp lại thôi. Đừng tìm em làm gì.